chúng ta còn một điểm nữa cũng là một cái lý do tại sao mà Fed không ngừng tăng lãi suất ngày hôm nay và đó liên quan tới công trái phiếu thuần tin như vậy các bạn nhất là khi mà chúng ta nghe kỹ hơn về những gì mà Fed chia sẻ Kế tiếp đó có người hỏi là ông nói về bán trái phiếu, Bộ Tài chính cũng đang bán công trái phiếu, ông có thể phát biểu về vấn đề này hay là không? Thì Fed nói là chúng tôi sẽ theo dõi tình hình bán trái phiếu của Bộ Tài chính như thế nào. Thì bây giờ ở đây thì chúng tôi vẫn đang giữ rất nhiều công trái phiếu và cũng đang tiếp tục bán và không có gì thay đổi đó thì chúng tôi cũng không có định thu mua thêm công trái phiếu. Như là tới bây giờ thì Fed nói là miễn là không có vấn đề gì Bộ Tài chính bán được số công trái phiếu đó, họ sẽ không có thu vào. Và kế tiếp nữa đó thì một lần nữa người ta lại hỏi về vấn đề đó một câu hỏi đến từ một nhà báo đó là chính phủ Mỹ thì cứ mượn tiền rồi bơm vào trong thị trường ông đó thì muốn phần trăm lạm phát ở mức thấp thì khi nào ông mới nói chuyện với chính phủ Mỹ là giảm bớt hay ngưng xài tiền thì Fed trả lời thẳng là không bao giờ đó không phải là trách nhiệm của tôi chúng tôi là đơn vị độc lập và chỉ có trách nhiệm với lạm phát và thất nghiệp thì theo luật đó đó là đúng các bạn tại vì Fed chỉ có hai trách nhiệm mà thôi một là lạm phát hai là thất nghiệp đây là hai trách nhiệm được giao cho Fed bởi quốc hội Fed không có bất cứ trách nhiệm nào ngoài trừ hai trách nhiệm này hết. À, nhưng mà điều này đó cũng rất là thú vị các bạn và đây cũng là cái mấu chốt thứ nhì tại sao mà Fed nhân tăng lãi suất ngày hôm nay và tại sao Fed lại nói về sẽ có thể tiếp tục tăng lãi suất thêm hai lần nữa. Mấu chốt là nó nằm ở đây. Tại vì chúng ta thấy là bộ tài chính thì vẫn đang bán công trái phiếu hiện bây giờ và công trái phiếu mà bộ tài chính bán đó nó ở cái mức là hơn 5% hiện tại các bạn khi mà chúng ta nhìn vào à, cái kết quả bán công trái phiếu ở đây các bạn thấy được là họ đã bán cũng khá nhiều công trái phiếu rồi và trong vài tuần tới đây họ vẫn sẽ tiếp tục bán thêm công trái phiếu tại vì bộ tài chính cần phải à, đem tiền vào trong cái ngân sách của họ tại vì họ đã gần hết tiền rồi các bạn đã nhớ đây là cái vấn đề liên quan tới Mỹ vỡ nợ cuối cùng không vỡ nợ mà bây giờ đó thì à, sẽ tiếp tục bán công trái phiếu để mà đem tiền vào trong cái account của bộ tài chính thì điều mà các bạn nên hiểu đây là những công trái phiếu này đó có bán được và bán được với mức giá bao nhiêu thì đều liên quan đến lãi suất của Fed nó không liên quan trực tiếp nhưng mà liên quan gián tiếp các bạn. Tại vì bây giờ đó những công trái phiếu này bán ở mức là 5% thì nó thật sự rất là quyến rũ đối với nhiều người các bạn. Bây giờ các bạn mua công trái phiếu Hoa Kỳ một trong những cái loại đầu tư mà hầu như không có rủi ro nào hết mà được 5% một năm rồi. Trong khi các bạn đầu tư chứng khoán thì được bao nhiêu, các bạn đầu tư bất động sản thì bao nhiêu phần trăm cho nên nhiều người cảm thấy 5% này rất là tốt đối với họ và nếu như mà chúng ta thấy phần trăm này đó không có cao thì sẽ không có nhiều người có nhu cầu mua công trái phiếu họ không cảm thấy đây là một mảng đầu tư mà hấp dẫn à, thì sẽ dẫn đến là không đủ người mua công trái phiếu thì Fed lại phải thu mua trái phiếu từ chính phủ Hoa Kỳ thì sẽ dẫn đến gì các bạn sẽ dẫn đến là Fed phải bơm tiền vào trong thị trường lại khó quản lý làm phát hơn cho nên để bán được công trái phiếu đó thực hiện một phần là Fed phải đưa ra một cái thông điệp là fed vẫn chưa ngưng tăng lãi suất đâu để giữ cái mức này hấp dẫn các bạn và chúng ta cũng có một người đó chính là bloomberg strategist mike clone một trong những người mà thường hay comment về thị trường crypto thì mike clone nói đó là một trong những cái lo lắng bây giờ là khi mà bộ tài chính bán những công trái phiếu ngắn hạn này ở mức lãi suất là khoảng 5% hay là hơn 5% sẽ dẫn tới là một số lượng tiền sẽ rời khỏi những stablecoin, tại vì bây giờ họ có thể dùng stablecoin đó để mà đầu tư vào công chứng Hoa Kỳ được lãi suất hơn 5% thì nó tốt hơn nhiều so với lưu trữ stablecoin và đây sẽ dẫn đến là nó hút đi một phần tính thanh khoản của thị trường này, dẫn đến là giá của những crypto đó sẽ không tăng mà còn giảm nữa. Thì thật ra đó khi mà chúng ta nhìn vào cái vốn hóa của Tether Chúng ta nhìn vào trong vòng 14 ngày qua đi lúc mà Bộ tài chính bắt đầu bán không trái phiếu đó thì chúng ta đã thấy được à, Cái số lượng vốn hóa của Tether thực ra cũng không giảm các bạn vẫn đang tăng Và gần đây đó vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng lên tới cái mức hiện tại là 83,6 tỷ chúng ta nhìn thấy được là đối với lại đồng USDC đó thì ngược lại các bạn 14 ngày qua thì các bạn thấy được là cái số lượng vốn hóa thì giảm xuống khoảng chừng 28,9 tỷ giảm tới thời điểm bây giờ là khoảng 28,1 tỷ nghĩa là mức đi khoảng chừng là 900 triệu đô la ngược lại đó ở bên Tether thì lại có sự tăng trưởng à, cái mức tăng là cũng khoảng chừng là 400 triệu các bạn thì à, khác nhau là khoảng 500 triệu nhưng mà cũng không có là một dẫn chứng chắc chắn là tiền rời khỏi những cái đồng stable coin để đi mua công trái phiếu đâu cho nên cái lập luận này của mẹ đó thì chúng ta vẫn chưa thấy là hiện thực nhưng mà nói tóm lại thì những gì mà Fed đã làm ngày hôm nay đó thì theo ý kiến cá nhân của Thuận là chúng ta thấy có bốn điều thứ nhất là Fed đưa ra một cái thông điệp là từ đến cuối năm sẽ không có đợt giảm lãi suất nào cho nên đừng nghĩ đến nữa thậm chí chúng tôi cũng còn chưa xong cái việc tăng lãi suất đó là điểm đầu tiên điểm thứ nhì đó là liên quan tới là fed nhân tăng để cho lãi suất thấm vào trong thị trường à, ít ra đó là cái uh, lời lập luận của fed mà nhất là chờ đợi cho những cái thông tin như là mướn nhà đó có cái xu hướng giảm mạnh đó là lập luận của fed nhưng mà thật ra cái thông điệp mà fed chia sẻ đó là thường nghĩ cuối cùng là muốn hỗ trợ thứ nhất là ngành ngân hàng và thứ nhì đó chính là hỗ trợ bộ tài chính bán công trái phiếu các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới nói chung đó là những gì mà fed chia sẻ khiến thị trường khá là hụt hẫn các bạn và crypto đó thì chúng ta thấy có phản ứng rất là tiêu cực sau khi chúng ta có những sự chia sẻ đến từ fed cuối cùng đó thì mọi người hỏi là ông hay nói là ông không thích làm thị trường bất ngờ nhưng mà hôm nay đó nói chung cũng là một sự bất ngờ thì ông nói là cần nhiều thời gian hơn để thấy phần trăm lạm phát giảm bỉ thi các đợt hợp sau này thị trường cần quan tâm đến phần trăm CPI hay là thời gian mới quan trọng chứ nếu như mà Fed nói là Fed cần thời gian và cần phải tiếp tục tăng lãi suất thì chúng ta quan tâm đến CPI làm gì nữa các bạn thì Fed nói là chúng tôi không muốn làm thị trường bất ngờ những quan chức của Fed sẽ phát biểu thường xuyên để thị trường biết là Fed đang nghĩ gì đó là kết thúc cuộc họp ngày hôm nay và thị trường nghĩ gì các bạn thị trường bây giờ đó, nếu chúng ta nhìn vào chỉ số CME thì 69.4% nghĩ là Fed sẽ tăng trong cuộc họp tháng 7 này Và tuy chúng ta còn nửa năm từ đến cuối năm Nhưng mà chúng ta thật ra chỉ còn có 4 đợt họp kế tiếp của Fed mà thôi các bạn Chúng ta còn đợt họp tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12 Chỉ còn 4 đợt nữa thôi Đợt kế tiếp này đó 69% nghĩ là Fed sẽ tăng 0.25% nhưng mà chúng ta nhìn vào cái đợt hợp tháng 9 á, thì các bạn thấy được là 62%, nghĩ là Fed sẽ giữ mức là 5.25 tới 5.5, có nghĩa là sau khi tăng 0.25 nên thì giữ nguyên ở đó. Tháng 11 thì sao các bạn? Tháng 11 cũng như vậy, phần lớn mọi người nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Và tháng 12 thì cũng như vậy luôn. Có nghĩa là cho dù Fed nói là Fed sẽ tăng thêm hai lần nữa nhưng mà hợp đồng CB bây giờ đó thì nghiêng gì là Fed sẽ tăng thêm một lần nữa mà thôi nhưng mà cũng cho thấy được là bây giờ đó mọi người đều mất hy vọng là Fed sẽ có khả năng là giảm lãi suất năm nay dựa theo những gì được chia sẻ ngày hôm nay đó thì qua năm mới bắt đầu giảm lãi suất các bạn và đối với thuận đó, thì theo định nghĩa BDC là hàng hóa nếu mà cục thống kê lao động Hoa Kỳ tính giá BTC và phần trăm lạm phát CPI đây thì đợi chúng ta quá các bạn nếu tính luôn giá altcoin thì càng tốt <laughs> như bạn nói là nếu như tính luôn BTC và phần trăm lạm phát thì chúng ta đã đạt được hai phần trăm rồi và nếu như mà giá BTC tăng lên trong đợt bull run thì chúng ta sẽ có siêu lạm phát <laughs> thôi nói dạy các bạn một chút mà thôi Quả trừ thông điệp của Fed ra ra thì chúng ta cũng có một số thông tin bật khác để chia sẻ với các bạn. À, đầu tiên hết đó, chúng ta hãy nói về nền kinh tế của Trung Quốc đi. Thì, thì chúng ta đã biết là sau khi mà có những cái À, chiến lược chống dịch ở Trung Quốc đó, thì nền kinh tế của Trung Quốc à, cũng đang phát triển rất là chậm và để kích thích á, nền kinh tế thì hôm qua chúng ta thấy cái bước đầu tiên là ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã quyết định là họ sẽ giảm lãi suất ngắn hạn lãi suất đó là dùng cho những ngân hàng vay mượn lẫn nhau mà thôi nhưng mà hôm nay đó thì à, họ đã ra quyết định là giảm lãi suất trung hạn à, xuống còn à, khoảng chừng là 2.65 so với lại trước đó là 275 có nghĩa là xuống 0.1% các bạn và sau đó đó họ cũng đã có những chiến lược là khuyến khích cho vay để kích thích nền kinh tế rồi chúng ta ngày hôm nay đã cũng có một người đại diện cho SEC đã chấp nhận phỏng vấn các bạn và tôi nghĩ người này đã chủ yếu là muốn so dịu cái sự phẫn nộ của mọi người tại vì những việc làm và những cái lời nói của chủ tịch Gary Gensler của SEC đã cũng khiến cho nhiều người bất mãn và phẫn nộ các bạn cho dù là những người mà không có theo dõi crypto đó họ cũng cảm thấy là không đồng ý à, nhất là những người nào mà yêu thích công nghệ nói chung thì hôm nay đã chúng ta có một người có tên là David Hurst à, thì người này like các bạn người này là giám đốc đơn vị tài sản tiền điện tử và an ninh mạng của SEC Người mà các bạn nhìn thấy trên màn hình à, Thì người này đó cũng là người mà đảm nhiệm chức vụ trong bộ phận thực thi tại US SEC à, Và hôm nay đó đã trả lời phỏng vấn để tóm tắt của nội dung Câu hỏi đầu tiên là tóm lại SEC đang làm cái quái gì vậy Thì uh, Hitch đã nói đó là SEC không cố gắng thúc đẩy ngành công nghiệp này ra bên ngoài Hoa Kỳ Crypto vẫn sẽ tiếp tục tồn tại kế à, đó câu hỏi là Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết là chúng tôi không cần thêm tiền kỹ thuật số Chúng tôi đã có đồng đô la, đồng euro, đồng yen ở định dạng kỹ thuật số Vì nghĩa là sao? Các bạn hãy nhớ là đây là một trong những câu trả lời của SEC Gary Gensler Nói là không cần crypto, chúng tôi đã có đồng đô la rồi, cần crypto làm cái gì? Thì sau đó đó Hitch đã nói là ý của Chủ tịch Gary Gensler Tôi nghĩ là à, ông này đã muốn so dịu mọi người Tại vì cái lời nói của Gary Gensler đã khiến cho nhiều người không thích thì ông nói là ý của Gary Gensler là có thể là thị trường không cần một loại tiền điện tử nếu như mục đích chỉ để thay thế đồng đô la chứ không phải nói là thị trường không cần bất cứ loại tiền điện tử nào các bạn thấy được là nhiều người cũng xem đây là một trong những cái sự lùi bước để so dị mọi người trong lời nói và một câu hỏi kế tiếp đó là nhiều người không đồng ý với cách làm của SEC đối với thị trường crypto thì anh nghĩ như thế nào thì David Hicks nói là SEC đang cố gắng có một cuộc đối thoại hiệu quả dựa trên hiểu biết của chúng tôi về luật Các bạn nên nhớ là SEC đó là chỉ là đơn vị thực thi luật pháp mà thôi Họ không phải là đơn vị có thể ra luật, chỉ quốc hội mới có thể ra luật mà thôi Và nếu như mà nói tới luật này có nghĩa gì đó, thì cần phải ra tòa các bạn SEC không phải là đơn vị có thể là định nghĩa luật và giải thích luật được Họ chỉ có thể là thực thi theo cách hiểu của họ mà thôi Và David Hicks nói là nếu như bạn không đồng ý về quan điểm của SEC thì ok đó là thời điểm tốt để ra tòa tại vì người mà ra quyết định cuối cùng đó, cái gì là chứng khoán cái gì không phải đó chính là thẩm phán các bạn cho nên thường thấy là trên mạng có nhiều sự tranh cãi cái này rõ ràng là chứng khoán cái kia rõ ràng là chứng khoán thật ra không có gì rõ ràng hết các bạn vì cái không rõ ràng đó cho nên SEC mới phải đi kiện chứ nếu như mà rõ ràng rồi thì SEC chỉ cần bắt phạt mọi người mà thôi chứ đâu cần phải ra tòa phiền phức như vậy tốn nhiều thời gian công sức các bạn à, thì đương nhiên không rõ ràng rồi và cho dù các bạn nghĩ sao đây nữa thì cũng là quan điểm cá nhân của mọi người mà thôi chứ miên thôi nghĩ cái này mà nghĩ cái khác hoàn toàn là được các bạn nhưng mà cái suy nghĩ của chúng ta không phải là sự thật sự thật chỉ có một mà thôi và suy nghĩ của mỗi người đó thì cũng không có trọng lượng đâu chỉ có suy nghĩ của một người duy nhất có trọng lượng mà thôi đó chính là thẩm phán trong những vụ kiện này các bạn thẩm phán mới là người đã quyết định cuối cùng cái gì là chứng khoán thì không phải chứ không phải là dựa theo quan điểm của à, chúng ta chúng ta chỉ có thể góp ý chúng ta chỉ có thể bàn luận à, để hiểu hơn một thị trường mà thôi và hàng ngày thường vẫn tiếp tục cập nhật thêm những lập luận mới những cái suy nghĩ của những người khác nhau và chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm nhiều góc nhìn để các bạn hiểu hơn về tình hình thị trường này như thế nào và chúng ta cũng có Brad Calenhouse các bạn thì Brad Calenhouse à, được hỏi ở trên Twitter là Cuối cùng đã có được văn bản tài liệu email của giám đốc Hinman của SEC. À, thì Brad Canninghouse có cảm nghĩ gì? Thì Brad Canninghouse nói là cuối cùng chúng ta cũng đã nhận được thông tin này sau cái sự chờ đợi hơn 18 tháng. Thì tôi vẫn thấy là nó có giá trị, nó xứng đáng để chúng ta chờ đợi. Cái này rất là khác so với cái uh, cách mà chúng ta thấy uh, cái uh, người đứng đầu pháp lý của Công ty Ripple ngày hôm qua lên mạng đã nói nhiều cái uh, nó thực sự mang tính chất tiêu cực hơn là tích cực các bạn. Và các bạn thấy được là cộng đồng của XRP phần lớn nó cũng xem những thông tin liên quan tới hình mình uh, một cách nó không có được tích cực. Uh, đó là gì mà thuận nhận được khi mà thuận đọc những cái thông tin ở trên những mạng xã hội phần lớn những người trong crypto này đó thì có cái nhìn tiêu cực liên quan tới SEC này cũng dễ hiểu mà thôi tại vì trong cái sự kiện của cụ giáo mình liên quan tới Ethereum hoặc là chứng khoán đó, thì cũng có rất nhiều nghi vấn như thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua nhưng mà có nhiều cái sự tiêu cực thì lại nhắm thẳng tới Ethereum mà cộng đồng của Ethereum à, thường thì cảm thấy làm gì cũng đâu có lợi gì đâu các bạn và có thể là nhiều bạn tham gia thị trường này đã trong vòng chỉ có một hai năm qua mà thôi giữa và Tyler Buterin và giữa Brad house thì đã có sự xem thích từ rất lâu rồi các bạn từ năm 2018 và trước đó nữa hai bên đã có à, nhiều lần có lời qua tiếng lại trên Twitter. À, đương nhiên hai bên thì đều góp phần trong đó các bạn không phải riêng một bên nào hết. cho nên nhiều người đó thì chỉ thấy được những cái sự chia sẻ, những câu nói của bà Taylor về Ripple, về XRP mà không có được tốt. Trước đây thì dùng đó để mà làm cái công cụ chỉ trích nhưng mà lại không có nhìn cái phần còn lại các bạn. có nghĩa là những gì mà Brad Garlinghouse nói và đã làm À, với lại Ethereum trước đây thì các bạn có thể lên trên Google để mà tìm cái thông tin Tất cả đều trên mạng hết Cái mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn đó là đây là thời điểm mà tôi chỉ hy vọng là nhiều người hơn Có cái sự đoàn kết à, để có thể vượt qua được cái sự kiện này với lại SEC các bạn Nếu như chúng ta không có đấu với SEC bây giờ thì đợi tới khi nào nữa à, Và đương nhiên không phải ai cũng có cái quan điểm này đâu các bạn Tôi cũng cảm thấy là có một số những cái nhân vật những người mà theo chủ nghĩa Bitcoin có nghĩa là Bitcoin Maximalist các bạn có nghĩa là người mà chỉ tin vào BTC và họ nghĩ là ngoại trừ BTC ra tất cả đều là con rác và tất cả đều phải dẹp hết thì bây giờ đã, có một số như nhiều cái đó họ lại nghiêng về ủng hộ SEC và cười hả hơi các bạn nói là thấy chưa tất cả những altcoin này đó đều phải được dẹp hết tất cả đều là rác rưởi vân vân thì cái đó là quan điểm của mọi người thường không nói nhưng mà chúng ta cũng cần phải nên cẩn thận các bạn nên hiểu là khi mà không còn all coin nữa thì SEC có để yên cho BTC hay là không có thể nhiều bạn nói là Bitcoin thì quá phi tập trung rồi và không giống như đồng khác cái đó thường đồng ý và đây cũng là thông điệp kênh này đã chia sẻ bao nhiêu năm qua các bạn thường tin BTC và hầu như video nào chúng ta cũng thấy là cái thumbnail của thuận đều có logo BTC à, và các bạn đã biết là thuận lái chiếc xe có cái bảng số là DC BTC đương nhiên thuận là một những người mà cực kỳ thích BTC BTC là cái phần lớn nhất trong danh đầu tư crypto của thuận nhưng mà thuận vẫn có cái sự yêu thích cho những đồng khác như nhiều bạn đã biết cái mình thì muốn nói đây đó là khi mà không còn Allcoin SEC đạt những gì mình muốn rồi thì có thể họ không làm gì được BTC nhưng mà còn mạng lưới tầng 2 Lightning Network thì sao các bạn Bây giờ đã có một số người nói là à, Những cái nô no chạy trên mạng lưới tầng 2 Của Bitcoin đó Thì những cái nô no đó, những người đó Là những người mà cần phải có bằng hoạt động Di chuyển tiền và cần phải KYC Ví của BTC Lightning cũng như vậy Cần phải xác minh thân phận Cần phải biết từ đâu gọi đến đâu Cần phải có bằng hoạt động Thì chẳng khác gì mạng lưới Lightning Network sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn các bạn Và sẽ không hoạt động được như là bây giờ Và cũng có nhiều người nói là nếu như mà NFT là chứng khoán gì thì Orno thì sao và cái hệ thống DeFi hay là hệ thống token mà muốn gây dựng cho mạng lưới BTC sẽ ra sao các bạn các bạn thấy được là chúng ta cần phải ngưng SEC ở đây nếu như mà SEC cứ tiến tới hoài mà chúng ta không quan tâm tại vì chúng ta nói là đồng này không liên quan tới chúng ta đồng kia không liên quan đến chúng ta à, chúng ta không quan tâm đến thì một ngày nào đó SEC sẽ đến và hỏi thăm về đồng mà chúng ta đang lưu trữ đó là điều mình thường muốn chia sẻ ở đây với các bạn và nói tới Ripple đó thì uh, Ripple cũng giống như Binance cũng đã lên tiếng nói là ủng hộ luật Mika luật Mika là cái luật liên quan đến crypto ở châu Âu các bạn và sẽ bắt đầu kích hoạt vào năm sau và cái luật này là một cái luật mình không có chia sẻ chi tiết trước đây với các bạn nói chung đó, thì đã gọi là luật thì sao có phần bạn thích bạn không thích đó đương nhiên rồi các bạn nhưng mà ít nhiều gì đó thì phần lớn thì dịch crypto đều nghĩ Mika là một cái luật mà coi như là hợp lý và chấp nhận được đó là cái uh, suy nghĩ của Ripple và cuối cùng đó chúng ta cũng có thêm một người mới nữa à, đứng lên để mà ra ứng cử chức vị tổng thống năm 2024 à, dưới cờ của đảng Cộng Hòa đó chính là thị trưởng Miami của Florida, thị trưởng Francis Wallace và người này cũng là một người rất nổi tiếng trong thị trường Bitcoin các bạn Đây là một trong những người mà đã từng thời là sẽ biến thành phố Miami Thành phố lớn ở Florida các bạn Trở thành trung tâm Bitcoin của thế giới Và bản thân của thị trưởng Francis Wallace cũng nhận lương bằng BTC Nói chung đó thì đương nhiên đây là người mà nhiều người trong cộng đồng crypto ủng hộ nhưng mà đây là là một cái ứng cử viên nó gọi là long shot các bạn Nghĩa là đây là ứng cử viên mà khả năng thắng không có cao đâu Các bạn đã biết là ở đảng Cộng Hòa thì cuối cùng chỉ ủng hộ một ứng cử viên mà thôi Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết ứng cử viên đó là ai Phải tới cuối năm chúng ta mới biết được Nhưng mà đương nhiên những người mà đang dẫn đầu bây giờ đó có sự ủng hộ đông Vẫn là cựu tổng thống Donald Trump Và cái đó chính là Ron DeSantis Nghĩa là thống đốc của tiểu bang Florida Một trong những người mà cũng đưa ra sự ủng hộ liên quan tới thuyền crypto này. và hôm nay đó đây là những gì mà thuận muốn chia sẻ với các bạn à, một điều mà thuận quên nói với các bạn đầu video đó là ngày mai thuận sẽ bận một số công việc không biết là có thời gian để mà chia sẻ thông tin với các bạn hay không nhưng mà thuận sẽ nhắn tin với các bạn ở trên những mạng xã hội và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thu Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, Coex, OKX, Binance và một số dịch vụ khác như các bạn nhìn trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital. Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short. Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung. Nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.